Con chào các ông các bà. Em tên là Sừng Siêu Xìn. Hôm nay em 10 tuổi. Em đang học lớp 5. Bố con thì được giáng cắn, thì mẹ em thì muốn đi Trung Quốc. Con chào các ông các bà. Tên là Sùng Thị Lạ. Năm nay được 12 tuổi, học lớp 3. Với ba hay là ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng à? Thế chỗ ngủ của em thì là ngủ ở đâu? Cùng em ngủ đây. À, thế là hai anh em là ngủ đây à? Vâng. À. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi chia sẻ một cái hoàn cảnh mới. Mà hoàn cảnh mới này thì là được bạn Nghiêm là giới thiệu. Thì bây giờ bạn có thể nói qua cái hoàn cảnh đấy một chút để cho các bác ở trên kênh là ngầm hiểu, nói qua thôi. Hiện tại là bây giờ trời cũng đang mưa quá. Cháu Nghiêm xin chào các bác. Thì thưa bác anh chị, thì trong thời gian vừa rồi cháu cũng có là đi chia sẻ cái hoàn cảnh hiện tại mà anh em chúng cháu đang đứng với các bác. Thì cháu cũng xin tóm tắt với quý các bác và tất cả khán giả cũng như là bạn Lực, thì cái hoàn cảnh này là người bố và người mẹ đã sinh ra là 5 con đấy các bác. Thì người bố là đi lấy cỏ là bị rắn cắn, là bị ngộ độc chết. Còn người vợ là đi bỏ đi lấy chồng ở bên Trung Quốc các bác ạ. Thì ông với bà là nuôi 5 đứa cháu, trong đó là có 3 đứa cháu là không đủ kinh phí để chi trả cũng như là mua quần áo để đi học ấy các bác, thì là bỏ đi. Hiện tại là còn đang có 2 cháu, một cháu là đang là 10 tuổi, một cháu 14 tuổi các bác ạ. Thế thì bây giờ là mưa quá thì anh em mình đi vào kia một chút đấy. Đấy. Không biết là khuya tại sao không bác ạ, vừa ra đến đây may là mấy anh em là cầm ô đi theo, chứ không là bây giờ không thể ghi hình được. Nhà ở phía bên kia anh em, bên này bạn ơi, đường thì khá là xấu một chút. Ui, chỗ này thì có vẻ như là nếu mà có cơn lũ mưa to này các bác này thì sẽ ngập xảo, thì sẽ ngập hết chỗ này luôn. Mưa quá. Ôi, vừa mới bước vào thôi đã nhìn thấy một cái ngôi nhà là cháu Lực nhìn thấy là làm hoàn toàn bằng chỉnh tường hết cả cô bác ạ. Nhìn thấy là những cái phần mái pro này lợp cũng rất là thấp, như là cái ngôi nhà này thì không khác gì ngôi nhà của em Sử hay ngôi nhà của em Sử hả cô bác ạ. Ở đây thì cháu Lực nhìn qua là cũng giống là người đồng bào dân tộc Mông sao ấy. Thấy là ông, nhà là bên này luôn. Thấy là ông với bà là cũng lấy củi rất là siêng này cô bác này, lấy được nhớ rất là bo to. Như là ông bà vẫn đang ở nhà. Ui, sấm to quá. Bây giờ đang sấm chớp. Chào chào ông nhá. Chớp đến. Đây, anh lên trước rồi à? Ở đây thì cũng có một người anh là đồng hành cùng cháu Lực nữa cô bác. Vừa rồi thì anh có lên trước một chút rồi. Chào chào ông nhá. Chào quý ba anh chị. Mưa quá ông nhỉ? Vâng. Chào chào ông nhá. Đây, trước tiên cháu vào thì cháu muốn hỏi thăm là sức khỏe gia đình của mình thì có ai ốm đau gì không anh? Ông? Không có, nghĩa là cả gia đình mình là đều khỏe mạnh hết đúng không? Đấy, cháu cũng thông qua là bạn Nghiêm là trước cũng có vào chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình của ông ấy. Ông thì năm nay là được gần 70 rồi ông? 65 thôi à? 65 thế thì ông thì có cả bà đấy chứ không? Bà. Ồ, thế là bà là hơn tuổi ông à? À, là hơn tuổi. Vâng. Và thấy Nghiêm có chia sẻ với cháu hiện tại thì cũng nói với ông một chút, thì chắc là ông không biết là về YouTube đâu ông nhỉ? Ông biết YouTube không? Không biết. Vâng. Và cháu thì hiện tại là cháu đang làm mấy kênh YouTube đấy, về cái vấn đề mà thiện nghiện đấy ông. Thì cháu muốn là chia sẻ những cái thước phim và những cái hoàn cảnh mà gia đình ông gặp phải ấy, thì cháu cũng nghe qua là Nghiêm nói về rằng là hiện tại là con của ông là không còn à, một mình ông với bà là nuôi cháu rồi à? Vâng. À, đây là ông là có được ông là có bao nhiêu người con không? Con trai ấy rồi. Vâng. Con trai là 3 người. Ba người à? Vâng.
Thế thì bây giờ hai cháu có ở nhà không ông? Ông có thể đưa cháu đi vào gặp các cháu với lại bà được không? Vâng. Thế ông đang ngồi đây là ngắm mưa không? Thế thôi. Vâng. Thế ở trong nhà ông ấy? Vâng. Ôi, vừa mới bước vào thôi là nhìn cánh cửa rất là nhỏ này cô bác đây. Chào bà nhá. Ôi, này, này có vẻ hơi đông quá nhỉ? À hôm nay thì có vẻ là đông người hơn đấy. Ba ai làm hơi ba thùng mì tôm đấy. Bạn là ba. Bạn nó bên này dài yếu à? Ông ơi, ông bên này bảo ông à? Ông muốn cà phê chiếu à? Ông muốn về đây à? Vâng. Ông biết nói tiếng phổ thông à? Ông à? Ông biết nói tiếng phổ thông không? À. Thế là cả bạn nhỏ kia là 4 người không? Con nhỏ chứ nghe. Vâng. Chị nhỏ. Con nhỏ đó là nó ở trên kia. À là con của hàng xóm đúng không? Con của con trai. Vâng đây ông ngồi đây, ông ngồi đây mấy ông cháu mình nói chuyện cho nó. Vâng. Thế là hai đứa cháu bố mất thì là hai đứa này đi phải. À hai đứa bên này à? Vâng vâng. À. Bạn nhỏ này, thế bạn này tên là gì ấy? Xin. À? Tên là bạn nhỏ này tên là gì? Tên là Sình. Tên là Sình à? Thế ra đây chú ngồi gần cạnh một chút nhá. Sình thì năm nay là học vào lớp mấy rồi? Lớp 5. Học lớp 5 rồi à? Ủa, chắc là vừa đi đâu về sao đầu tóc ướt thế nhở? Vừa đi đâu về đấy? Sao nhìn không ạ? Chăm cháu thôi. Có vẻ như là bạn nhỏ này sẽ khá là ngại. Cả bạn gái kia đúng không? Có ghế không? Ra đây, lên đi. Cổng này là bên này ngồi. Đây là à đây là hai chị em đúng không? Hai chị em. Ồ, cổ này là bị làm sao đấy? Hả? Bị ốm hay là bị như nào? Không bị làm sao đâu à? Thấy là vắt là tím. Hai chị em thì có vẻ là rất là giống nhau. Thế là chị là tên gì? Tên Lan. Chị tên Lan à? Vâng. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 7. Học lớp 7 rồi à? Vâng. À. Thế là bà là hơn ông là 5 tuổi không? Vâng. Vâng. Ông là già hơn như ông. Bà là già hơn à? Thế là cái công việc chính của hai ông bà để mà làm có ra được tiền là nuôi hai bạn nhỏ đi học. Thế rồi. Thì làm cái gì không? Không làm gì cả, chỉ có làm kinh tế nuôi đứa cháu thôi. Thế là chỉ có là ở nhà mình là ruộng nương như thế nào thì mình biết làm như thế đấy thôi đúng không? Vâng. Thế thường thường thì là một năm nhà ông thì làm thì có đủ ăn không? Không có bao giờ đủ được. Không có đủ được à? Vâng. Có là ông bà mới già nó không. Không làm khỏi, không làm được. Thế là như năm này làm ít thôi. Thế nhưng lúc mà hai bạn nhỏ nhà ông ấy cần đi học, hai người cháu ấy cần đi học thì là ông có bao giờ mà đi lấy củi với bà cũng đi lấy củi mà đi bán không? Có chứ. Có à? Mình không có cái gì báo để tiền, mình phải là đi bắt củi đi bán để tiền cho hai đứa cháu có tiền đi học. Vâng, thế như trước khi mà đi vào thì ông cho phép là cháu xin được phép là hỏi lại cái chuyện là đau buồn gia đình mình một chút không nhá. Vâng. Thì bố của hai cháu thì bị như thế nào không? Không, là không bị thế nào à? Vâng. Nhưng mà hiện tại là con hay là mất rồi? Cái nào? Bố của hai bạn nhỏ đấy. Bố. À, bố đó là bị rắn cắn là chết mà. Bố là bị rắn cắn là chết à? Vâng. Nhưng mà rắn này là ông là biết rắn gì không? Có biết nhưng mà bây giờ cho nên là tiếng phổ thông thì người ta không biết cái dán này dán chỉ nó trông ngắn ngắn rồi dài bằng như thế này nó như nó là thuộc màu xanh hết hay là như nào không? Màu vàng ấy. Màu vàng à? Thế màu vàng đấy là nó như giống ngu phù đỏ à? Ngu phù đỏ á? Tầm tỷ trọng nia lìu trọng nia. Thế là cái rắn này là rất là độc của bác ạ, rắn cặp nia đấy. Rắn này là độc lắm. Độc hơn cả rắn hổ mang nữa. Ôi. Thế là như hay là ông với cháu hỏi thì cái bố của hai bạn nhỏ là đi trên rừng là lấy cái gì mới bị rắn cắn? Thì lấy rau lợn này. À, cũng là đi lấy rau lợn à. Vâng. Nhưng mà chuẩn bị như hôm nay là đi nói rồi, lần mai như ngày mai ấy, ngày mai phải đi quyết định đi quân rồi. Nếu mà chỉ bị đi lấy do lần thì cũng bị bắt cám. Thế là lúc mà cắn ấy thì là về đến nhà thì mới mất hay là đi vào bệnh viện mới mất đâu? Không đi viện.
không đi viện à? Không biết là... Với nhà, nhà là 3 ngày thì mất rồi. À, thế là chắc là do là cái thời đó. Thời đó là mình không, thời đó là rắn cắn như này thì ông không biết là đem đi vào viện để mà kịp thời là cứ để ở nhà để mà chữa thuốc nam thôi. Đấy. Từ bây gọi là cho cháu hỏi thì bị lâu lâu chưa ông, được tầm bao nhiêu năm rồi? Được 10 năm nay. Được 10 năm rồi à? Ồ thế là lúc đến này mới không biết đi mà. Đến người thôi. Thế là cho cháu hỏi, thế là hỏi mẹ của hai đứa thì hiện tại là đi đâu rồi không? Còn ở nhà không? Mẹ nó. Vâng. Mẹ nó còn đấy, vẫn ở nhà. Vẫn ở nhà. Vâng. Nhưng mà ở nhà ông hay là đi nhà khác đi, rồi? Đi ở khác gì? Đi ở nhà riêng. Đi ở nhà riêng à? Vâng. Nhưng mà đi lấy chồng mới đúng không? Bây giờ? Vâng. Đúng rồi. À. Thế là gọi là đi lấy chồng mới là bỏ hai đứa này để cho ông với bà nuôi. Vâng. À, cháu tưởng là mẹ của hai đứa là ở riêng. Thế là lấy chồng ở đâu thì ông có biết không? Ông biết là con dâu của ông lấy chồng ở đâu không? Bây giờ nó chạy đi sang Trung Quốc thì không biết được. À, thế là đi sang Trung Quốc rồi à? Vâng. Thế là Trung Quốc thì cũng không biết được là đi ở chỗ nào cũng biết được. À, thế là coi như là bố của hai bạn này chết là mẹ là bỏ đi Trung Quốc rồi. Vâng. Chỉ có hai đứa cháu này cùng với ông và bà thôi. Vâng, rồi. À, theo như bà thì không biết nói tiếng phổ thông của bác ạ. Ông thì còn biết một chút, coi như là cái giao tiếp, cuộc sống hàng ngày. Có thể là ông đi xuống cái chợ bán củi nhiều, thành ra là ông biết tiếng phổ thông giao tiếp một chút của bác ạ. Thế nhưng cái bó củi mà ông đi bán thì thường là được bao nhiêu nghìn? Chỉ có được năm nay thì là được 40 đến 50 thôi. Được 40-50 à? Vâng, nhưng mà bó củi, một vác cái tầm độ bao nhiêu cân ông? Củi thì còn 40-50 cân. 40-50 cân? Ừ. Ồ, thế là 40-50 cân là gánh từ đây đi xuống xá là ít nhất cũng phải là độ tầm đi quá mới có ai mua mà hơn 30 cây số đó cô bác ạ. Nhưng mà may là không có vác lên đồi, là vác xuống dốc ấy. Nhưng mà các bác cũng thử tưởng tượng rằng là một cái thân hình ông là 65 tuổi, bà thì là gần 70 tuổi rồi. Thế bà là hai ông bà là cùng vác củi đi bán à? Không, bà này không vác được đâu. Bà là không vác được à? Đấy, nhìn trên cái khuôn mặt của bà đấy cô bác ạ, thì hiện ra trên những cái gò má này hay là những cái khuôn mặt của bà có rất là nhiều những cái nếp nhăn rồi. Thì nhìn cái là tuổi của bà thì cũng hơn ông rất là nhiều. Ông thì nhìn vào khuôn mặt ấy thì còn rất là khỏe mạnh. Rất là khỏe mạnh. Mà không khỏe vấn đề đó. Và bây giờ thì cuộc sống nó bắt buộc rồi. Cháu nói chuyện với lại hai bạn nhỏ một chút đâu nhé. Cái bạn này là vừa rồi là tên là gì nhỉ? Nói lại cho chú nghe được không? Tên là Sình. Tên là Sình à? Ừ. À, họ Giàng hay là họ gì? Sùng à? Ừ. À, Sùng, Sình à? Thế đi lên trên lớp thì có bị bạn nào bắt nạt đi học không? Có bị bạn nào mà trêu không? Trêu không có bố mẹ không? Không. Không bị đâu à? Ừ. À, thế đi học như này thì có học được học sinh giỏi không? Có được giấy khen về nhà không? Không. Cũng không được à? Thế thì phải cố gắng lên nhá. Ừ. Đấy, thế còn chị thì có năm nào được giấy khen về nhà chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Chị là tên là Lan đúng không? Vâng. Thế là hai anh em là phải cố gắng đi học để mà sang năm là dành giấy khen về cho ông với lại bà nhá. Vâng. Đấy, để cho ông với bà là vui khi mà thấy ông với bà vác những cái bó củi mà đi tận đi xuống ấy chợ để mà đem đi bán được đóng cái tiền học cho mình thì mình phải cố gắng nhá. Vâng. Thế là bạn học cùng trường đúng không? Không ạ. Không à? Vâng. Ồ thế là mỗi bạn là một trường à? Vâng. Thế là Sính này là được à? Sình đúng không? Vâng. Sình là học cấp 1 à? Vâng. Cấp 1 thì có ăn cơm ở trong trường không? Có. Ăn cơm ở trường à? Vâng. Thế là một tuần là về một lần à? Vâng. Thế là một tháng thì mình phải đóng bao nhiêu cân gạo? Có biết không? Không. Không biết đâu à? Thế là ông đi đóng cho à? Hay là được trợ cấp? Ông có được trợ cấp không ông? Có mà. À là được trợ cấp đúng không? Ừ. Thế là mình có phải lấy củi để đi trường nộp không? Không. À... hai năm nay thì có vẻ như là có quyết định riêng là nấu bằng bếp ga mọi cái rồi. Thí dụ như tầm lứa mà cháu Lực với lại Nghiêm đi học này, các bác nghe, thì mỗi lần đi học là còn phải đem theo 10 cân gạo với lại là
thêm một bó củi là hàng tuần nữa. Cái quần áo như này thì có nhiều không? Đi học ấy. À, có bao nhiêu bộ quần áo? Học thẳng. Có hai bộ quần áo. Thế là Sình là có bao nhiêu bộ quần áo để mà đi học? Hai quần áo. Hai quần áo, hai quần, hai cái áo đúng không? Ừ. Thế là đấy là ai mua cho? Ông hay là bà mua cho? Ông. Ông mua cho à? Ừ. À, ông thì chắc là đi bán củi để mà mua đúng không? Thế còn bạn này đi học thì có quần áo nhiều không? Có hai bộ. Cũng có hai bộ thôi à? Ừ. Hai bộ thay ra thay vào thôi à? Ừ. Thế những lúc mà quần áo mình mà bị ướt hay giặt không có khô đấy thì là mình phải mặc đến 2 ngày không? Ừ. Có à? Ừ. Ồ. Có vẻ như là tóc của Sình này thì cũng khá là dài rồi. Nếu mà mỗi lần mà đi cắt tóc thì ai cắt cho Sình? À? Cắt cho. À, là thuê người khác cắt à? Ừ. À, là chú hàng xóm mới cắt cho đúng không? Hai bạn nhỏ này thì có vẻ như là lần đầu gặp chú, gặp cháu Lực ấy các bác, thì còn hơi sợ một chút. Không phải sợ đâu nhá. Ừ. Hay đi học thì có điện thoại không? Không. Không có điện thoại à? Ừ. Đúng rồi. Ông bà thì ở nhà đấy có không? Ông có điện thoại chứ? Có chứ. À, ông người già thì có. À, ông thì chắc là có một cái điện thoại để mà liên lạc này kia này. Xin qua đây. Đấy, ngồi ra đây. Xin qua đây. Nhìn ngồi quay ra kia. Ai nhìn vào Sính thì rất là tội của bác. Ôi, quần này rách rồi. Quần này thì bị rách rồi nhỉ. Đấy, rất là thương của bác ạ. À, được 10 tuổi là mẹ đã bỏ đi rồi không? Đã được 10 tuổi là bố cũng mất. Thế như gì mà 10 tuổi? Nhưng gần không được 1 tuổi đến tên. Được 1 tuổi đúng không? Vâng. Chưa được 1 tuổi ấy. Thế là vừa rồi cháu nói nhầm của bác ạ. 10 năm là chưa được 1 tuổi. Là được 10, được 10 năm bây giờ rồi, được 10. Sính thì được là được 10 tuổi. 10 tuổi. Đấy, nhưng mà bố là bị rắn cắn là 9 tháng rồi bố nó chết rồi. Là gần 1 tuổi đi. Thế còn mẹ là bỏ đi từ năm là bao nhiêu tuổi? Bỏ đi được bố nó chết thì 3 năm. 3 năm nó chạy đi rồi. À, 3 năm là bỏ đi theo người khác. Vâng. À, nên là 3 năm lúc đấy thì cũng cai sứa mọi cái rồi ông nhỉ. Vâng. Đấy, cũng một thời gian là cũng khá là dài rồi đấy mà. À, tuy nhiên thì bỏ đi lấy chồng mới đưa sang bên Trung Quốc ấy, đi đâu thì cũng không bảo ông bà, là trốn đi chứ không? Trốn bảo, đi, trốn đi, đi à? Có bảo ai biết đâu gì. Nếu mà như bảo với ông bà một câu đàng hoàng thực tế thì cái đấy cũng, mình cũng không nói được đúng không? Đúng rồi. Mẹ của hai đứa này thì còn trẻ chưa không? Còn trẻ đúng không? Còn trẻ đúng không? À, đấy, đứa còn trẻ đi thêm bước nữa thì cũng chẳng có sao cả. Đấy, nhưng mà đừng có vứt bỏ lại con cho ông bà. Thế là bây từ trước đến giờ là không có liên lạc được một chút nào à? À, thời trước nhá, mình cả điện thoại không có nữa. Vâng. Thời đấy là không có điện thoại nhá. Vâng. Nó khắp chảy đi thì không có ai biết. Vâng. Sau này kiểm tra đi, kiểm tra lại thì nó chảy qua đi Trung Quốc rồi. À, là biết là nghe tin đi Trung Quốc đúng không? À. Thế như như bạn lớn này thì là có biết là mặt mẹ của mình không? Không biết mẹ mình à? Đấy, hỏi bạn lớn này thì cũng không có biết là mặt mẹ, thì chắc chắn là em Sình là cũng không có biết rồi cô bác ạ. Hai người cháu rất là hiếu học cô bác ạ. Đấy, nhưng mà như cái thằng Sình đấy là không biết mặt mẹ nó như thế nào. Vâng. Đâu nó chạy đi còn nó bé tí. Đây là thường thường là nhà ông, là cả gia đình ông là tầm độ tháng mấy là hết gạo, là không có gạo để mà. Tháng nào có phải là tháng 7, tháng 8 này. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đến là lại nó lại có vụ đúng không? Vâng. Đây là thường thường là một năm là ông thiếu tầm độ bao nhiêu tháng không có gạo? 3 tháng. Cái 3 tháng đấy là ông bà là ông là đi lấy củi để mà đi bán. Cho là đi bán mua gạo cho các cháu ăn. À, thế như cuối tuần này về thì Sính cho Sình đúng không? Sình cho anh hỏi thì đi học ấy, đi học về thì là phụ ông bà là làm cái gì? Ở nhà là làm được cái gì? Xay nhiều lên em ạ. Để lửa xay nhiều
có đi lấy củi hộ ông bà không? Không. Không đi lấy củi à? Thế là hộ ông bà là làm gì? Chăn trâu có không? Có. À là hộ đi học về là hộ ông bà là chăn trâu đúng không? Ừ. Thế còn bạn lớn này là đi học về thì hộ ông bà là làm gì? Chăn trâu. Cũng là chăn trâu à? Có đi cùng bà với ông để mà lấy củi bây giờ không? Có. Vẫn có à? À thế bạn lớn này thì là lớn hơn, thì ra là đi được cả đi được ông với bà. À. Nó đi học về thì nó đi chặt củi kia thôi. À. Chặt củi lấy rau lợn các thứ. À. Cái hôm nay thì thưa cô bác ạ, cháu Lực lại vào thăm hoàn cảnh của ông với lại thêm là hai bé nữa. Đấy lại có một cái hoàn cảnh mà mới mà cháu Lực chia sẻ lên. Ở đây thì đây là cái video đầu tiên mà cháu Lực chia sẻ đến kênh của cháu Lực. Còn bạn Nghiêm thì hôm nọ cũng đã hôm nọ là bạn Nghiêm là bạn ấy cũng đã chia sẻ lên rồi cô bác ạ. Cháu rất là mong sẽ được sự đón nhận và yêu quý của cô bác là giúp đỡ cho em Min, em Sinh với lại bé là tên là gì nhỉ? Lan à? La với lại thêm là ông bà nữa. Ông thì hiện tại là năm nay được 65. Thì độ tầm 5 năm nữa là sức khỏe của ông là sẽ thay đổi. Giờ bao giờ cũng thay rồi. Đấy. Bây giờ cũng yếu lắm. Như bây giờ ông còn sức khỏe thì có thể là nuôi được bé Sinh đi học, Sinh đi học. Đấy nhưng mà độ mà ông thêm 5 tuổi nữa là ông đã già thêm 5 tuổi nữa hay là Sinh lớn thêm 5 tuổi nữa thì lúc đấy là gia đình của mình là không có ai làm việc nữa rồi. Thành ra là có thể là dẫn đến là cái công việc việc học của bé Sinh là sẽ phải dừng lại luôn. Cô bác ạ, rất là nếu mà như không có sự chung tay của cô bác thì chắc chắn là sau này sẽ có cái trường hợp đó xảy ra. Đấy, và hôm nay cháu Lực lên ấy thì cháu Lực cũng có trích cái tiền quý của chị Trần Đồ Giáng My ra để mà đi vào thăm cái hoàn cảnh mới. Vừa rồi thì cháu Lực có mua lên là một thùng mì tôm rồi. Thùng mì tôm để dài sáng này bán là 90.000. Thì mỗi lần mà cháu Lực đi vào chia sẻ hoàn cảnh mới thì cháu Lực sẽ trích ra là 200.000. Thì hiện tại là còn dư là 101 thì cháu Lực sẽ gửi lại cho ông. Để cháu gửi lại vừa rồi. Ở đây thì cháu gửi cháu đi vào chia sẻ hoàn cảnh của ông ấy thì là cháu trích một cái quý của chị Trần Đồ Giáng My là ở bên Hồng Kông là 200.000. Đấy vừa rồi thì cháu đã mua mì tôm là hết 90.000 rồi thì còn dư là 101 thì cháu gửi lại cho ông nhé. 101 này thì ông có thể là mua mì chính. Dạ vâng. Dạ vâng. Ông biết nói tiếng phổ thông thì ông có thể gửi một lời cảm ơn tới chị được không ông? Có được à. Vâng. Thế thì cảm ơn các cháu. Vâng ông ạ. Như Sình thì biết nói từ cảm ơn không? Có. Có à. Thế bây giờ nhìn ra kia là con xin cảm ơn bà nhá. Con xin cảm ơn bà. Rồi, thế là nếu mà mai đi học ấy thì là pha mì tôm. Tối nay đi hay là mai mới đi? Mai. Mai mới đi à? Thế mai mới đi thì buổi sáng thường thường là đi là ăn gì xong mới đi học? Ăn cơm. Ăn cơm à? À thế là mai là pha mì tôm ăn cùng nhá. Ừ. Rồi, thế bạn này gửi một lời cảm ơn nhá. Đấy. Con cảm ơn bà. Rồi, đấy. Bà thì chắc là chỉ biết nói là sống sánh thôi nhỉ. Và ấy, đấy cũng thay mặt là ông với lại bà với lại thêm là hai bé gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My rất là nhiều. Phải nói là những cái hoàn cảnh mới mà cháu Lực đi chia sẻ thì đều có tên của chị là đồng hành cùng cháu Lực. Bây giờ Sính thì có thể là đưa chú đi thăm ngôi nhà của Sính một vòng được không? Thăm nhà ấy, thăm xung quanh ở nhà ấy. Nhá. Rồi. Thế là chú ngủ của Sính là ngủ ở đâu? Chú ngủ của Sính thì Sính hay ngủ ở đâu? Sính nhá. Thế chú ngủ của Sính thì hay ngủ ở đâu? Ngủ ở bên này hay là ngủ ở bên kia? Ngủ bên này. Ngủ bên này à? Thế là ngủ giường bên này à? Đâu? Chú xem là giường ngủ là ngủ có ấm không đây này. Đấy nhìn đấy là những cái nồi cơm của các bác này. Cái nồi cơm thì cũng rất là đơn sơ, chỉ có nồi với lại những cái chảo thôi. Có lẽ là những cái vật dụng này là ông mua từ rất là lâu rồi ông nhỉ? Cái này mua lâu rồi. Mua được độ tầm bao nhiêu năm không? Từ 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi à? À đấy. Có những cái thì cháu Lực nhìn thấy là cái chảo này đã bị hỏng rồi các bác ạ. Thành ra là ông dùng bằng cái chậu bằng sắt để mà làm đấy các bác. Vâng. Thế là đây là nồi cơm của gia đình hả ông?
Vâng. Nhìn thấy là cũng hết cơm rồi các bác ạ. Chắc là chưa đến giờ nấu cơm. Thế là chỗ ngủ của Sình là ngủ đây à? Chỗ này thì có nệm không? Đây cháu Lực thấy là có một cái miếng gì nhỏ nhỏ đấy cô bác này. Đệm thì không phải là đệm, chắc là miếng xốp gì đấy. Buổi tối ngủ đây thì có lạnh không? Không. Không lạnh đâu à? Đây con vì sao không lạnh cô bác? Thì là ngôi nhà của em Sình với lại ông thì hoàn toàn là làm bằng cái phần nhà chính tường hết rồi. Cho nên là nó sẽ có hơi ấm một chút. Đấy nhưng mà tuy nhiên là vào đến mùa hè này cô bác này. Hôm nay thì còn đang là trời đang mưa đúng không bác? Thành ra là mấy em ấy mới bảo không bị lạnh. Thế là đến mùa đông thì ngủ thì có lạnh không? Không. Mùa đông thì cũng không lạnh đâu à? Có vẻ như là có những cái tấm chăn nhiều hơn các bác ạ. Thế bây giờ Sình có thể là nói đầy đủ họ tên cho các ông các bà cũng biết được không? Bạn nhỏ này có thể là nói họ và tên đầy đủ cho các ông các bà được biết được không? Không. Rồi bây giờ cháu có thể nói được không? Em có thể nói được không? Không. Rồi em thử nói đi. Con chào các ông các bà. Em tên là Sừng Siêu Sình. Sáng nay em 10 tuổi. Em đang học lớp 5. Bố con thì được giáng cán. Thì mẹ em thì nó đi Trung Quốc. Bạn nữ này bây giờ bạn nói về cái đôi chút về cái bản thân của mình một chút nhé. Con chào các ông các bà nana là tên là Sùng Thị La. Năm nay được 12 tuổi học lớp 7. Bố của em biết ra cả mẹ trốn đi Trung Quốc. Thế là hai bạn là bây giờ đi học là mỗi người học là một trường. Thế bây giờ không có người ở đây ấy, thì là cho chú hỏi đi học ấy thì có các bạn nào mà trêu không có bố không có mẹ không? Không. Không đâu đúng không? Vâng. Thế là hai chị em làm mỗi người là học một trường đúng không? Vâng. Rồi. Thế là thường thường là về nhà là cuối tuần là hộ ông bà chăn trâu. Vâng. Đúng không? Còn là bạn này thì là đi hộ ông bà là lấy được củi được cỏ đúng không? Vâng. Còn là em nhỏ hơn thì là em sẽ ở nhà là chăn trâu đúng không? Thế là chỗ ngủ của bạn gái này là tối ngủ với ông ba hay là ngủ với ba hay là ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng à? Thế chỗ ngủ của em thì là ngủ ở đâu? Cùng em ngủ đây. À, thế là hai anh em là ngủ đây à? Vâng. À, thế là hai anh em là ngủ chung một cái giường. Cái nhà mình là có bao nhiêu cái giường? Ba. Có ba cái à? Ông với ba là ngủ riêng à? Vâng. Tại vì sao lại ngủ riêng các bác ạ? Ông hầu như là bà con trên vùng cao thì hai vợ chồng là ít khi ngủ với nhau cả. Cái này thì có thể là cháu Lực chia sẻ hơi tế nhị một chút đấy, nhưng mà cái điều đấy là cháu Lực bắt gặp và rất là nhiều rồi. Đấy bảo là nói cái giường của bác nhưng mà cũng không phải là cái giường đâu, cái thanh ông tự để vào thôi. Thế là cái hộp này là hộp gì đấy Sình? Hả? Cái thùng đấy ở trong ấy là thùng để mà mình đựng đồ à? Cái cặp sách của mình nếu mà đi học cuối tuần về thì là để ở trong trường hay là đem về nhà? Để ở trong trường. Để về trong trường à? Thế là bây giờ đưa chú đi ra bên kia một chút nhỉ? Đưa ra xung quanh nhà của Sình đúng không? Vâng. Sình đúng không? Vâng. Cái này là cái để mà mình được thức ăn à? Vâng. Cái bàn này để được thức ăn mà còn dư đấy cô bác. Đấy là cái này là ai làm? Là ông làm. Ông làm cho à? Ừ. Trên này thì có vẻ như là cái ngôi nhà rất là bụi nhiều cô bác ạ. Chỗ này là ai ngủ? Chỗ này là của ai ngủ? Bà ngủ hay là ông ngủ? Không có ai ngủ đâu. Chỗ này là không có ai ngủ quá. Ừ. Chỗ này là chắc là cái mái hiên để mà nấu cám lợn của bác. Còn là ra phía không nhà bên này này cũng bây giờ tạnh mưa một chút rồi nhỉ. Bên này thì chỗ này thì làm bằng tôn của bác ạ. Tôn nhưng mà cái này làm lâu chưa? Lâu rồi. Làm lâu rồi à? Thế là buổi tối là gia đình mình là ăn cơm với cái gì? Hả? Ăn cơm. Ăn cơm với cái gì? Có thịt không? Không. Không có thịt à? Thế bao lâu rồi không ăn thịt đấy?
Ở trong trường thì cô giáo có cho ăn thịt không? Có. À, chỉ có đi học là cô giáo mới cho ăn thịt thôi cô bác ạ. À. Đấy, bây giờ thì hiện tại là đang có sấm chớp rất là nhiều cô bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực được là bạn Nghiêm để đưa cháu Lực đi vào hoàn cảnh của hai chị em. Hai chị em thì để mà nói rất là tội cô bác ạ. À. Mẹ là được... mẹ là bỏ đi thì cũng được khá là lâu rồi. Lúc mà bố còn đấy thì là bố không may là bị rắn cặp nong là cắn, là không thể có khỏi được. Thế bây giờ là hai anh em thì có mong muốn gặp lại mẹ lần nào không? Có. Mong muốn gặp lại mẹ à? Vâng. Nhưng mà mẹ bỏ đi như này thì không có ở với các em, thì các em có buồn không? Có. Buồn à? Này vâng. Chắc chắn là con mà cô bác, phận làm con mà ai cũng mong muốn là gặp mẹ, mặc dù là mẹ có như thế nào đi chăng nữa vẫn mong muốn gặp lại mẹ thêm một lần nữa. Thì có thể là sau những cái thước phim mà cháu được đăng tải lên hay là các bác chia sẻ nhiều lên thì có thể là cái thước phim đó lan tỏa, thì khi nào mà được các ông bà giúp đỡ thì có thể là quay trở lại và gọi là như muốn nhận con hay là muốn đưa để mà đi cùng. Thấy các em là bây giờ lớn lên rồi, chăm ngoan rồi, là đưa các em để mà đi phụ hay là đi làm cùng với cô bác. Thấy còn là cái thước phim hôm nay phải nói là lên cô bác ạ, lúc mà lên ấy thì cháu không có kể là đường xá hay là như nào đâu, nhưng mà đi một cái quãng thời gian là cũng khá là xa xôi thì mới lên được tới nhà của các em. Thế thường thường là đi học hay đi bộ là bao nhiêu cây? 20 cây à? Ôi, bây giờ thì lại trời mưa rồi cô bác ạ. Chắc là cháu được xin được là kết thúc cái thước phim này thôi cô bác. Đấy, còn cũng xin cảm ơn bạn Nghiêm đã đưa cháu được đi vào chia sẻ cái hoàn cảnh mới này. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Nghiêm xin chào tạm biệt các bác. Đấy, bây giờ thì xin là con chào tạm biệt các ông các bà nhá. Rồi. Con chào các ông các bà. Rồi, đây bây giờ thì đến lành. Là chào các ông các bạn. Rồi, lấy hai anh em lấy tên. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.